Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Cô tên là Nguyễn Thị Bảo Thu. Cô sẽ phụ trách hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 8. Đối với chương trình học của chúng ta thì có 3 phần. Phần 1 là phần vẽ kỹ thuật, phần 2 là cơ khí, phần 3 là kỹ thuật điện. Đối với phần vẽ thì do là các bài nó đều có liên quan với nhau và có nhiều bài thực hành. Do đó là yêu cầu là các em phải nhớ bài cũ. Cô ví dụ, bài 2 là bài hình chiếu, thì đến bài 3 là bài thực hành, thì chúng ta sẽ áp dụng lý thuyết bài 2 để làm cho bài 3. Bài 4 là bản vẽ của khối đa diện, thì chúng ta áp dụng lý thuyết của bài 2 là bài hình chiếu để học cho bài 4. Bài 5 là bài thực hành, thì chúng ta sẽ áp dụng lý thuyết của bài 2, bài 4 để làm cho bài 5. Bài 6 là bài bản vẽ của khối tròn xoay, vẫn áp dụng lý thuyết của bài 2. Và tương tự với đến bài 10, bài 12 là bài thực hành, thì lúc đó chúng ta vẫn cần áp dụng lý thuyết của bài 2, bài 4, bài 6, bài 9 để làm cho bài thực hành bài 10, bài 12. Do đó các bài, các nội dung nó đều liên quan với nhau. Yêu cầu đối với cái chương vẽ này thì chúng ta phải nhớ bài cũ, hiểu bài. Do đó khi học lý thuyết mà có cái phần ở phía sau cái trang bài tập đó, ở phía sau của bài lý thuyết có cái phần bài tập á, thì các em nhớ làm nha. Nếu như mà các em làm được cái phần bài tập thì coi như là các em hiểu bài. Còn nếu mà trường hợp á, mà sau ngành khi mà đến bài thực hành á, mà các em mà không có hiểu được, không biết được, thì lấy do là mình không nhớ được những bài trước nha các em. Rồi, thế thì cô hướng dẫn một xíu về học online. Cô sẽ hướng dẫn cái nội dung á, thì cô sẽ hướng dẫn các em lắng tai nghe ha. Mình lại mở tập và sách. Nếu trường hợp bạn nào không có sách thì chúng ta có thể sử dụng sách online. Các em nghe cô hướng dẫn và những cái slide cuối cùng á, cô sẽ để lại cái nội dung để cho các em viết bài. Và hôm nay bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, bao gồm có các nội dung. Một là mã khái niệm bản vẽ kỹ thuật. Hai là mã vai trò của bản vẽ trong sản xuất. Ba là mã vai trò của bản vẽ trong đời sống. Bốn là mã bản vẽ được dùng trong các lĩnh vực kỹ thuật. Cô mời các em quan sát hình. Để truyền đạt thông tin đến người khác thì chúng ta có các cách thức nào? Thế hình 1. Hình 1 thì người ta đang sử dụng đó chính là tiếng nói. Hình B thì đó là sử dụng chữ viết. Hình 3 là dùng cử chỉ. Và hình số 4 là dùng hình ảnh. Vậy thì nhìn vào hình số 4 chúng ta biết được nội dung gì? Đó chính là cấm hút thuốc. Vì trên bản vẽ kỹ thuật, người ta sẽ lựa chọn phương tiện nào để truyền đạt thông tin, đó chính là sử dụng hình ảnh. Thì thông qua hình ảnh sẽ giúp cho các em biết được hình dạng, kích thước của sản phẩm. Và các hình ảnh này, các kích thước này sẽ trình bày theo một quy tắc thống nhất. Của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các ký hiệu theo quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỷ lệ. Mỗi ngành nghề thì có bản vẽ riêng, tuy nhiên có hai loại bản vẽ quan trọng, đó chính là bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng. Mời các em quan sát hình 1.2. Cho biết các hình ABC liên quan thế nào đến bản vẽ kỹ thuật. Đối với hình A, giai đoạn đầu tiên là người ta sẽ thể hiện ý tưởng lên trên bản vẽ. Giai đoạn này gọi là giai đoạn thiết kế. Hình B, đó là giai đoạn dựa vào bản vẽ để tiến hành thi công. Và hình C là dựa vào bản vẽ để tiến hành để người ta trao đổi thông tin với nhau. Vậy thì
Vai trò của bản vẽ trong sản xuất là gì? Bản vẽ diễn tả chính xác hình dạng kết cấu của sản phẩm và đầy đủ các thông tin cần thiết như là kích thước, vật liệu. Căn cứ vào bản vẽ để tiến hành chế tạo, lắp ráp, thi công. Tiếp theo, vai trò của bản vẽ đối với đời sống. Đôi khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm ví như là tivi hoặc là đầu đĩa thì trên đó sẽ có một cái bảng hướng dẫn, ví dụ như trên màn hình. Thì đây là bản vẽ đây, để hướng dẫn cho chúng ta cách lắp đặt, cách đi dây dẫn. Cùng mời các em quan sát hình ảnh. Hình A đây là mạch điện. Hình kế bên là sơ đồ được vẽ theo dạng ký hiệu. Hình B là mặt bằng nhà ở. Vậy thì khi nhìn vào sơ đồ mạch điện thì giúp gì cho đối với chúng ta? Giúp cho các em biết được các phần tử trong mạch điện. Dựa vào sơ đồ chúng ta có thể tiến hành lắp được mạch điện. Và đối với mặt bằng nhà ở thì chúng ta các em thấy được vị trí của các phòng, cách bố trí của các đồ đạc trong nhà. Vì đối với đời sống, bản vẽ kỹ thuật có vai trò như thế nào? Nó giúp cho chúng ta, giúp cho người sử dụng sản phẩm một cách có hiệu quả và an toàn. Bốn la mã, vai trò của bản vẽ trong các lĩnh vực kỹ thuật. Bản vẽ kỹ thuật được sử dụng trong rất nhiều các ngành nghề, ví dụ như điện lực, cơ khí, nông nghiệp, giao thông, quân sự, kiến trúc, xây dựng. Ví dụ như xây nhà thì có bản vẽ xây dựng, điện lực thì có bản vẽ về các sơ đồ mạch điện, cơ khí thì có bản vẽ về chi tiết máy, về các sản phẩm. Đây, ví dụ như đây là bản vẽ kỹ thuật được dùng trong lĩnh vực xây dựng. Tiếp theo là trong ngành may mặc. Đó là tất cả các nội dung của bài số 1. Và đây là cái nội dung mà các em sẽ viết bài. Cô mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo là bài 2, hình chiếu.